Thầy xin kính chào quý phụ huynh. Các bạn xem hình 1 và 2, hình vẽ nào đẹp hơn nè? Và thầy tin rằng các bạn đã phát hiện ra đúng không? Hình 2 là hình vẽ đẹp hơn. Vì sao? Vì có màu, đúng không nè? Rồi màu tô vào lọ hoa, vào hoa và nền nè, thì nhìn hình 2 nó đẹp hơn. Hình 1 thì người ta chưa có vẽ màu nên nhìn không đẹp bằng. Rồi các bạn xem hình bên phải vẽ những gì nè. Thầy đố các bạn tên của cái hoa được cắm vào lọ là tên gì nè, hoa đó tên gì nè. Rồi các bạn xem lọ hoa và hoa được vẽ trong tờ giấy là nằm ở vị trí nào, nằm bên trái, bên phải hay nằm ở giữa. Rồi các bạn xem ngoài lọ và hoa thì lọ hoa còn vẽ, người ta còn vẽ thêm họa tiết gì các bạn? Rồi bây giờ thầy hướng dẫn cách vẽ màu vào hình ha. Trên hình vẽ là hoa sen đó các bạn. Hoa sen thì có hoa màu trắng, hoa màu vàng nhạt nữa các bạn ha. Chúng ta thì thường thấy hoa màu hồng, nhưng mà hôm nay thầy cho các bạn xem thêm là hoa sen còn có màu trắng và màu hồng, màu vàng nhạt nữa. Rồi khi chúng ta vẽ màu, các bạn lưu ý nè, bước 1 là chọn màu. Thí dụ như bạn nào thích hoa sen màu hồng á, thì các bạn cứ tô màu hồng lên. Còn không thích thì màu hồng thì có thể tô màu vàng nhạt. Rồi đây là cách vẽ màu nè các bạn. Các bạn có thể vẽ màu vào nền trước ha. Đó, rồi hoa thì các bạn vẽ sau. Hoặc là ngược lại, các bạn tô màu vào hoa sen, tô màu vào hoa sen, rồi tô màu vào họa tiết ở trong lọ hoa. Khi hoàn thành hai đó rồi các bạn tô nền. Rồi, hôm nay chúng ta, nhiệm vụ của các bạn là chỉ tô màu lên cái hình vẽ này thôi. Như thầy hướng dẫn, các bạn có thể tô màu hoa sen, tô lọ hoa trước, rồi nền tô sau. Hoặc là ngược lại, các bạn tô nền trước rồi tô hoa sen sau. Các bạn nhớ tô đừng có bị lem nha các bạn. Viền hình trước, các bạn viền hình trước thì các bạn sẽ không bị lem. Rồi thầy tin là những gì thầy hướng dẫn các bạn đã làm được rồi. Bài này cũng không có khó, bài này chỉ có nhiệm vụ là các bạn in cái hình này ra, xong rồi các bạn tô màu thôi. Và các bạn lưu ý, tô không được chừa trắng nha. Và màu không được lem ra ngoài. Tô đừng có bị lem nha các bạn. Rồi khi các bạn vẽ xong, tô xong rồi đó, các bạn xem màu sắc có hài hòa không? Nếu mà các bạn tô hoa màu sáng thì nền phải màu tối. Còn các bạn tô hoa sen á, màu tối thì nền phải màu sáng. Nhưng mà thầy nghĩ rằng chắc chắn rằng bạn nào cũng, các bạn đều phải tô hoa sen màu sáng hết, màu vàng, màu hồng nhạt hết. Đâu có hoa sen nào mà màu tối đâu, đúng không các bạn? Màu vàng, màu hồng nhạt thì các bạn nên tô cái nền màu tối nha các bạn. Là nhìn hoa sen sẽ nổi lên liền. Các bạn nếu mà không nhớ thì các bạn có thể xem lại video clip của thầy, xem những bài mẫu. Là đa phần những bạn học sinh năm trước là vẽ hoa sen màu sáng, là nền màu tối, là nhìn bài đẹp lên liền.
Và các bạn nhớ đừng có để lem màu nha. Tô không được chừa trắng. Sau khi các bạn vẽ xong rồi, các bạn xem bài mình còn thiếu sót gì không nha. Nếu mà còn chữ trắng thì các bạn tô cho đều cho thầy. Và nhớ quan sát bài sau, xem bài sau trước cho thầy để bài học sau chúng ta học tốt hơn nha. Rồi, giờ học đã kết thúc. Thầy xin cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một ngày thật là vui.